Mẹ gọi con à? Ngồi đi. Sao? Con đoán là chắc mẹ đã nghĩ ra cách để đuổi con đi rồi. Đúng vậy, nghĩ ra rồi. Xem đi. Trên đời này đúng là không có người nào mà không sai lầm. Và điều đó đã được chứng thực bởi bố con. Trước mặt mọi người thì ông ấy ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng sau lưng lại giữ một khoản tiền cách xù. Cái này không phải cũng do mẹ bịa ra hay sao? Nếu như con không chịu tin thì đi mà hỏi bố con đi. Hỏi ông ấy việc này do mẹ làm hay do bố con làm. Mẹ nghĩ là người làm kinh doanh thì đây đều là những điều khó mà tránh khỏi. Nhưng xem ra số tiền ở đây hình như không nhỏ lắm. Giờ phải làm sao đây? Ai cũng biết sau khi bố con phá sản thì trên người ông ấy không có lấy một đồng xu nào. Nếu chuyện này bị phơi bày thì bố con sẽ giải thích ra sao? Nếu không giải thích được chắc sẽ bị đi tù đấy. Con hiểu rồi. Thì ra mẹ muốn dùng chuyện này để ép con bỏ đi à? Nếu con không đi thì mẹ sẽ tiết lộ chuyện này và khiến bố con phải ngồi tù đúng không? Quả nhiên không hổ danh là con gái của những người kinh doanh. Đầu óc con cũng nhanh nhạy thật đấy. Bây giờ mẹ đang uy hiếp con à? Đây là cuộc giao dịch. Con nghĩ đi. Nếu như cho con lựa chọn, con sẽ ra đi khi trên tay cầm lấy số tiền đủ để sống với bố con, hay muốn bám dính lấy căn nhà này mà phải khiến cho người cha phải gánh chịu cảnh ngồi sau song sắt? Con bị điên à? Đến mức này mà còn cười được? Vậy là bây giờ đến lượt con phải không? Sao? Mẹ à? Làm sao mẹ có thể lên kế hoạch khờ khạo đến mức như vậy? Con nói cái gì? Con nói chị dâu ấy. Chị ấy vẫn ra quyết định đi làm thụ tinh nhân tạo, ngay cả khi biết chuyện của anh Suho à? Ý con là gì? Không, lúc nãy khi chúng ta ăn cơm, chồng chị dâu hình như vẫn chưa biết được chuyện gì thì phải. Con nói thẳng ra đi. Vậy thì con nói đây. Con, mẹ nhớ con đã nói gì với mẹ không? Ngay cả ông trời cũng đứng về phía con mà. Ngay trong lúc suýt nữa con bị mẹ đuổi ra khỏi căn nhà này, thì tự nhiên bằng chứng đầy sức thuyết phục này lại rơi ngay vào tay con. Anh Suho mắc bệnh không có tinh trùng, còn chị dâu vẫn đi làm thụ tinh nhân tạo. Như vậy điều này cũng đồng nghĩa chị dâu chưa biết chuyện anh Suho bị vô sinh. Mẹ và cả anh Suho đang cố che giấu chuyện của anh ấy bằng cách lấy tinh trùng của người khác, rồi sau đó để chị dâu làm thụ tinh nhân tạo, có phải không? Im ngay. Vì vậy người xưa mới có câu độc ác vẫn là người độc ác mà thôi. Mẹ nói con gái của một người giúp việc thì không được phép mang thai người thừa kế tập đoàn. Mẹ còn cho chị ấy uống thuốc tránh thai. Nhưng giờ mẹ đang làm gì? Mẹ cho chị ấy làm thụ tinh nhân tạo. Liệu có quá vô lý không? Con hãy im ngay cho mẹ. Con đã nói rất rõ ràng rồi. Có vay có trả. Mẹ đã nói như thế nào với con? Mẹ muốn con ra khỏi cái nhà này vì cơ thể con có khuyết điểm. Nhưng đứa con trai yêu quý của mẹ cũng có gì khác biệt đâu. Con im ngay cho mẹ. Mẹ im ngay mới đúng. Mẹ im ngay cho con. Còn nữa, trước khi những tội ác xấu xa hiện đang tồn tại trong cái gia đình thối nát này bị đưa ra ngoài ánh sáng, thì mẹ trả cho con cổ phần đê bốc mà mẹ hứa cho con. Còn chuyện này nữa, nếu như mẹ còn dám đuổi con khỏi căn nhà này thêm lần nữa thì con sẽ cho mẹ ra khỏi căn nhà này ngay lập tức. Nếu mẹ làm như con nói, con sẽ giữ im lặng. Ngày mai con sẽ đưa luật sư đến chỗ mẹ. Xin mẹ hãy nhanh chóng ký tên và chuyển cổ phần cho con. Ly trên đi.
Cô nghĩ tôi sẽ để yên mọi chuyện như vậy à? Em đi đâu thế? Lúc nãy em ở dưới bếp. Sao vậy? Lúc nãy khi em nghe tin chị dâu làm thụ tinh nhân tạo, phản ứng của em là thế nào? Sao? Em đã nói là em bị nghẹn mà. Anh hiểu rồi. Nhưng Jenny à, chị dâu là người may mắc nợ, dù chết cũng không thể trả hết được. Mỗi khi anh gặp phải khó khăn hay đối mặt với một vấn đề gì đó, chị ấy đều giúp đỡ anh. Không những thế, chị ấy còn là người đã cho anh động lực rất lớn để anh bảo vệ em. Dâu uống thuốc tránh thai là anh chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi thôi. Anh xin em đấy, chúng ta hãy coi chị dâu như một người thân, một người chị gái của chúng ta đi. Chị ấy là một người rất tốt. Vâng. Lúc đấy em nói đi lấy nước mà sao lại ngồi ở đây? Chỉ là em muốn ngồi ở đây ngắm cảnh, hóng gió một chút thôi. Em không ngủ được phải không? Em không thể nào bình tĩnh lại được. Sao vậy? Nếu thuận lợi thì em nghĩ chắc là năm sau gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nữa, nên em cảm thấy rất hạnh phúc. Em vui lắm à? Thế thì tốt rồi. Anh chỉ cần thế thôi. Ý anh là gì? Không có gì. Chủ tịch nói là không ăn sáng, nên mọi người ăn trước đi. Mẹ thấy không khỏe à? Nếu vậy em ăn sáng trước đi. Ngon quá. Alo. Mẹ sẽ đồng ý với những điều kiện con yêu cầu. Chuyện tiền bạc của bố con, mẹ sẽ giữ kín. Còn chuyện cổ phần của tập đoàn Depok, mẹ sẽ đưa. Còn nữa, vị trí làm vợ cung hô, mẹ sẽ tiếp tục dành cho con. Hãy giữ bí mật chuyện này, vì bây giờ chúng ta lại ngồi chung một chiếc thuyền. Ai gọi tới vậy? Sao em nghe mà không trả lời? Không có gì quan trọng đâu. Xin lỗi cả nhà, em ăn tiếp đây. Phải nhịn. Mình không thể phá hỏng chuyện này vì đứa xấu xa ấy được. Nếu như Jenny còn ở lại ngôi nhà này, thật sự sẽ là người duy nhất sinh ra người. Mọi người đi làm hết rồi à? Vâng. Đây là gì vậy? Lúc nãy tôi dọn dẹp phòng sách thì thấy bao thư này nằm sau giá sách. Tôi không biết có nên vứt đi không nữa, nên mới đi ra hỏi cô. Đưa tôi xem thử. Thì ra là những tấm ảnh mà anh ấy chụp cùng đồng nghiệp. Cô gái này, tôi tên là Chu Yong In, thư ký của Tổng Giám Đốc. Tôi tới đây để gặp Tổng Giám Đốc. Đúng rồi.
Thì cũng giống hệt nhau. Có khi nào người đó chính là Chu Yong-in không? Nhưng tại sao cô ấy lại dính dập trước cửa nhà mình? Phòng thư ký xin nghe. Vâng. Tôi có thể nói chuyện với cô Chu Yong-in được không? Sao ạ? Chúng tôi không có người nào tên như vậy. Rõ ràng cô ấy là thư ký của Tổng Giám Đốc mà. Trong nhóm thư ký của Tổng Giám Đốc không hề có người nào tên là Chu Yong-in. Biết đâu cô ấy từng là thư ký trước cả chúng tôi. Nhưng cô là ai? Không có gì. Tôi tên là Chu Yong-in, thư ký của Tổng Giám Đốc. Bây giờ Tổng Giám Đốc đang ở bệnh viện. Nếu cô ấy không phải là thư ký của anh Suho thì tại sao lại nhắn tin cho mình? Vâng, bác Seran. Tôi nghe nói cô sắp làm thử, có nghe bác Huy kể lại. Xin lỗi nhé, giữa tôi với bà ấy thường hay chia sẻ mọi chuyện với nhau lắm. Không sao đâu, cháu cũng đang định hẹn bác ra để nói với bác về chuyện này đấy. Lúc trước tôi cứ thắc mắc, hai người cưới nhau lâu như vậy rồi, nhưng tại sao mãi vẫn chưa thấy cô có thai? Giờ thì tốt rồi. Vâng. Vậy việc làm thụ tinh nhân tạo có cần phải chuẩn bị gì nhiều không? Không cần đâu, cũng không cần làm nhiều thứ. Cháu chỉ cần ăn thật ngon, ngủ thật ngon và giữ cho tâm trạng thoải mái là được. Thế à? Thế thì tốt quá. Thật ra tôi hẹn cô ra đây để đưa cô cái này. Đây là gì vậy bác? Không có gì hết. Đấy chỉ là axit folic và chất sắt tốt cho việc dưỡng thai, nên tôi đã mua một ít tặng cô. Tôi biết bác Huy chắc chắn sẽ chăm sóc cho cô thật tốt mà. Tôi vẫn muốn mua chút gì đó. Cảm ơn bác. Mẹ à, chị tới rồi à? Chào cô Juna. Mẹ hẹn cô ấy ra đây đấy mà. Thế ạ? Còn phải mau mau cảm ơn cô Ân Hân Su đi. Cũng nhờ cô ấy tìm đến gặp Sơ Chun và giải thích mọi chuyện với nó, nên Sơ Chun mới tha thứ cho con đấy. Cảm ơn chị nhé, chị Hân Su. Vâng. Sao con lại tới đây vào giờ này? Mệt quá. Con vẫn chưa nghĩ ra tên cho nhãn hiệu gà rán. Cái tên của thương hiệu là điều quan trọng nhất đối với một nhãn hàng. Vì vậy cho nên công ty hiện đang tích cực kêu gọi, mong các nhân viên nghĩ ra cái tên hay. Nhưng vẫn chưa có tên nào hay, nên bố cứ thúc giục con mãi. Con sắp điên rồi. Con đã có ý tưởng gì chưa? Rồi, anh Sơ Chun giúp con rồi. Là gì? Nhà hàng gà rán này sẽ có một không gian thoáng mát và yên tĩnh, giống như một quán cà phê vậy. Thiên nhiên. Tại cháu nghe Juna nhắc đến ý tưởng này, đột nhiên cháu liên tưởng đến thiên nhiên thôi. Thiên nhiên. Alo, chào anh Suho. Tối nay cậu có rỗi không? Hy vọng cậu có thể cho tôi cơ hội làm lành với cậu vì lỗi lầm lần trước của tôi. Được. Vậy tối nay không gặp không về nhé. Được. Hẹn gặp ở chỗ cũ. Muộn giờ mất. Luôn. Vâng, tạm biệt trưởng phòng. Công ty xin nghe, tôi là Nam Juna, anh Sơ Chun có ở đây không? Anh ấy vừa ra ngoài rồi. Đi đâu? Anh ấy nói là sau khi ghé qua chỗ thi công thì về thẳng nhà. Alo? Cái cô này, lại gì nữa? Cô ta nói nửa chừng rồi cúp máy luôn. Sao cô ta bất lịch sự thế? Tại sao cô ta lại đi hỏi trực tiếp trưởng phòng Trang? Tôi là gián điệp à? Cũng là tức chết đi được. Cái gì?
Đã tìm được người quen biết à? Vâng. Người đó nói bà U Sun Trương đã từng làm việc ở nhà hàng của người đó. Vào khoảng 2 tháng trước, họ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Cho đến giờ, cháu vẫn không thể tin được. Tại sao lại như vậy? Vì người ấy nói với cháu rằng bà U Sun Trương là một người có trái tim nhân hậu. Đến cả một con kiến cũng không dám giết. Và bà ấy có thể sống mà không cần đến pháp luật. Khi cháu nghe được những lời này, tim cháu như bị ai đó xé thành trăm mảnh. Người ấy còn nói rằng, cô Trang, bà ấy là người có thể sống mà không cần pháp luật đấy. Cháu bình tĩnh đã. Đừng lo, không phải những người tuyệt vọng của ta đã lần lượt xuất hiện rồi hay sao? Đấy là dấu hiệu tốt. Vâng, đúng rồi. Con gái bà U Sun Trương hiện đang sống ở Seoul. Hả? Con gái U Sun Trương á? Vâng. Có khi nào cô ấy cũng đang ở gần chúng ta mà chúng ta không biết không? Chúc quý khách ngon miệng. Gì vậy? Sao em lại tới chỗ anh làm vào giờ này? Còn phòng khám thì em đóng cửa. Anh quên rồi à? Hôm nay phòng khám đóng cửa. Đúng rồi. Anh à, cái này anh uống đi. Sao em lấy của mẹ vậy? Em nói lấy của mẹ khi nào? Số thuốc này ở đây em đã trả tiền cho mẹ hẳn hoi đấy. Vất vả cho vợ tôi quá. Cảm ơn. Vậy thì hôn đi. Nhưng anh đang trong thời gian làm việc, không được đâu. Hôn một cái rồi em về ngay. Không được. Cho tôi một phần thịt nữa. Vâng. Cố lên anh yêu. Sa-chun à, bác Seran cũng đến ạ. Cháu tới rồi à? Vâng. À, bác với cô Trang đang định ra ngoài ăn tối với nhau. Hai người ăn tối á? Quản lý ở khu Sa-chun Đông bà còn nhớ không? Anh ấy nhờ cháu đưa cái này cho bà. Vì anh ấy muốn cảm ơn bà lần trước đã điều trị cho anh ấy. Là bánh quy, nhưng cậu ấy đã trả tiền điều trị cho bà rồi. Sao lại mua quà nữa chứ? Cháu đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi cùng luôn. Cháu xin lỗi. Tại hôm nay cháu có cuộc hẹn rồi. Tối nay cháu ăn tối với anh Bốc Su-ho. Su-ho á? Ai vậy? Là chồng của cô Hơn Su đấy. Tại sao cháu lại đi gặp chồng của cô ấy? Trước khi quen biết cô Hơn Su, cháu đã từng làm việc với anh ấy rồi. Thế à? Nhưng này, bác nghe nói họ đang làm thụ tinh nhân tạo. Nếu việc này có thể suôn sẻ thì tốt. Mà khoan đã, sức khỏe của cô Hơn Su có vấn đề gì à? Không phải vấn đề của cô ấy đâu. Tại chồng cô ấy, về mặt sinh lý có chút vấn đề, nên rất khó trong việc thụ thai. Vì vậy họ mới quyết định làm thụ tinh nhân tạo. Nhưng đấy cũng không phải là vấn đề gì to tát đâu. Đúng vậy. Hiện tại có rất nhiều người đàn ông mắc phải vấn đề về sinh lý. Chính vì vậy phòng khám của cô cũng có rất nhiều bệnh nhân nam tới đây. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Vâng. Là ai nói vậy? Chuyện Bốc Su-ho cùng với cô Hân Su làm thụ tinh nhân tạo ấy. Bác nghe chuyện từ mẹ cậu ấy. Hôm nay bác cũng nghe cô Hân Su nói về chuyện thụ tinh. Lúc nãy khi nhắc về chuyện này, trông cô ấy vui lắm. Họ làm thụ tinh nhân tạo. Có thật không ạ? Sao vậy? Không có gì ạ. Trong nhóm thư ký của Tổng Giám Đốc không hề có người nào tên là Yong In. Biết đâu cô ấy từng là thư ký trước cả chúng tôi.
Anh Suho. Vợ anh giờ đang ở đâu? Em nhìn sang nhà hàng đối diện đi. Anh đang ở đấy. Suốt vào ngày hôm nay, anh nhớ em đến phát điên rồi. Em sang đây đi. Anh làm gì ở đó vậy? Anh hẹn ăn tối với Trang Sơ Chun. Em sang đây ăn cùng luôn đi. Rồi chúng ta về nhà. Ở đây. Anh tới sớm thật đấy. Cuộc hẹn lần trước tôi không tới. Đương nhiên lần này phải tới sớm hơn. Đợi lát nữa mình mới gọi món. Có một người sẽ ăn cùng với chúng ta. Được không? Được. Đúng rồi. Nghe nói chúng ta sẽ có cơ hội thường xuyên gặp mặt nhau. Nhà hàng gà rán của tập đoàn JB sắp ra mắt rồi. Nghe nói cậu cũng tham gia đúng không? Vâng. Xem ra chủ tịch Nam đã đặt niềm tin rất lớn vào cậu thì phải. Vì cậu sắp là con rể tương lai của chủ tịch Nam này. Tôi nói đùa thôi. Tôi... Sao? Không biết sau khi nói chuyện này, anh sẽ có suy nghĩ gì? Không sao đâu, cậu cứ nói. Lúc nãy, giám đốc câu lạc bộ SS có nhắc đến việc anh đã quyết định làm thụ tinh nhân tạo. Tin tức lan nhanh đến như vậy à? Vâng. Vì bệnh viện đã nói thể trạng của tôi thích hợp với thụ tinh nhân tạo hơn. Thế à? Tôi cũng không ngờ chủ đề hôm nay của chúng ta lại là thụ tinh nhân tạo đấy. Cậu Trang Sơ Chun. Tôi biết mình không nên can dự vào chuyện của hai người. Và cũng biết tôi làm thế là hơi quá đáng. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng tôi nên nói điều này với anh thì tốt hơn. Chuyện gì vậy? Theo những gì tôi được biết thì tình trạng sức khỏe của anh Suho bây giờ không cho phép anh làm thụ tinh nhân tạo. Tôi xin lỗi, tôi vượt quá giới hạn rồi. Cậu nói đúng. Cậu đã vượt quá giới hạn của mình. Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu nghe được ở đâu mà nói với tôi những lời vô căn cứ này? Tôi không nghe gì hết. Nhưng có một lần tôi nhìn thấy anh, tôi không có quyền can thiệp vào chuyện này. Cho nên tôi thật sự xin lỗi. Nhưng dù sao đối với anh Suho, tôi rất có thiện cảm với anh. Mỗi khi nhìn thấy anh dùng ánh mắt âu yếm để nhìn vợ mình, cùng là một người đàn ông, lúc đó tôi cảm thấy anh rất tuyệt vời. Vì vậy cho nên tôi mới nói với anh. Và nếu như anh có chuyện gì đang xấu vợ anh thì tôi thấy không nên. Đúng như những gì cậu vừa nói, chuyện này không phải là việc cậu nên can dự vào. Còn nữa, tôi không biết giữa chúng ta có hiểu nhầm gì không. Nhưng những gì mà cậu đã nghe thấy đều không phải là sự thật. Nếu cậu dám nhắc chuyện này lại một lần nữa, dù là bạn trai của Juna hay là con rể tập đoàn JB, tất cả đều phải chết. Tôi xin lỗi. Lúc khác mình hãy ăn tối. Tôi xin anh, đừng có lừa dối cô ấy. Cậu đừng có được nước mà lẫn tới. Tôi hy vọng anh đừng làm điều gì khiến mình phải hối hận. Anh Suho. Vậy thôi, tôi xin phép đi trước. Chị dâu đâu rồi mẹ? Nó nói đi ăn tối với Suho rồi về.
Con không thể tới trung tâm hiếm muộn làm kiểm tra được. Hôm đó con có rất nhiều việc. Đổi lại ngày khác có được không mẹ? Không được, tuyệt đối không được. Phải đúng đó. Tại sao phải nhất định là ngày ấy? Chỉ là kiểm tra thôi mà, ngày nào cũng được. Tại vì phải khó lắm mới hẹn được ngày đó. Họ cũng bận. Mẹ phải nhờ vả nhiều lắm mới được. Con biết rồi. Vậy con sẽ điều chỉnh lại lịch. Lại gì nữa? Tại vì con có chị dâu làm thụ tinh nhân tạo. Vậy tinh trùng là do ngân hàng tinh trùng cung cấp. Phải không mẹ? Nếu không lấy từ ngân hàng thì biết lấy ở đâu? Dạ không. Con lại thấy một người coi trọng huyết thống như mẹ. Sao lại chịu nhận huyết thống của người khác? Nên con cảm thấy rất lạ. Thế thì phải làm sao? Con trai của mẹ đã bị vô sinh rồi. Muốn che đậy được chuyện này, dù gì cũng phải chấp nhận của người khác thôi. Thật sự là thế hả mẹ? Thật là. Ngoài ngân hàng ra thì còn chỗ nào? Bây giờ con lại muốn kiếm chuyện gì hả? Mình không nên nói ư? Sao không thay đồ mà còn ngồi đấy? Anh với Trang Sơ Chu làm sao vậy? Chuyện ấy đáng để biết lắm à? Chỉ là có chút chuyện tranh luận riêng tư thôi. Trang Sơ Chu đã nói gì với anh? Hai người đàn ông mỗi khi bất đồng về quan điểm chính trị hay công việc đều sẽ như vậy. Không có gì đâu, em đừng bận tâm. Vì mấy chuyện ấy mà anh nắm áo anh Sơ Chu à? Cậu ta cũng không tốt như anh nghĩ. Muốn chọc tức anh rồi còn khiêu khích nữa. Anh ấy khiêu khích anh á? Anh đã nói rồi. Sao vậy? Em nghĩ cậu ta không phải hạng người ấy à? Anh Suho, đến bây giờ em hỏi làm anh thấy em đang muốn nói. Cậu ta không phải hạng người đó. Tại sao anh còn nắm áo cậu ta? Không phải. Anh đoán sai rồi. Anh không phải là hạng người tùy tiện làm chuyện đó với người khác. Người ấy đã nói gì mà anh làm như vậy? Em đang muốn biết chuyện đó. Thật ra tại sao biết còn ở nhà mình? Rõ ràng anh đã bảo đem bỏ đi rồi còn gì. Nhìn thấy là phiền, tại sao còn để lại? Đưa đây, em trả cho người ta. Làm sao em biết của ai mà trả? Em biết chủ của cái mũ này. Biết đâu sẽ còn xuất hiện. Hôm nay đúng là điên thật. Em sao vậy? Anh Suho, anh xin em đấy. Bây giờ anh đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Em đừng làm anh mệt thêm nữa. Nếu như anh có chuyện gì đang xấu vợ anh, tôi cảm thấy không nên. Có chuyện gì vậy? Có sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Bây giờ cô ấy vẫn còn giữ cái mũ mà Chu Yong-in làm rơi. Sao? Sao không bắt nó bỏ đi? Cô ấy nói phải trả lại cho chủ của cái mũ. Thật là Chu Yong-in này cuối cùng vẫn làm con lo. Con đừng lo chuyện của Chu Yong-in nữa. Mẹ sẽ làm cô ta không thể xuất hiện trước mặt vợ chồng con. Nên bây giờ con hãy tập trung tinh thần vào chuyện thụ tinh. Cho thành công là ổn. Con không nên nổi nóng với Hân Su. Mẹ qua đấy xem thử đi. Làm gì đấy?
Hai đứa cãi nhau à? Su Hồ đang ngồi trong phòng sách, vẻ mặt cũng như con bây giờ. Bao lâu nay các con ân ái yêu thương nhau như vậy, sao giờ lại cãi nhau? Cũng phải, vợ chồng con hình như nhạy cảm hơn trước đây. Đúng, mẹ cũng thấy như vậy. Sắp làm thụ tinh nhân tạo, cũng khó tránh mấy chuyện cả hai đứa đều trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. Nhưng nếu thụ tinh nhân tạo thành công, con nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều. Vâng, con sẽ nhớ lời mẹ. Nếu như thằng Suho lại làm con giận, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ mắng nó cho con. Con nghỉ đi. Bàn giao thuận lợi chứ? Vâng, vẫn thuận lợi. Bố à, bố mở nhà hàng kịp thật hả? Đương nhiên, còn phải khoe với các bạn mới được. Đương nhiên rồi, phải khoe chứ. Con định khi nào sẽ làm lễ khai trương? Bọn con đang định tuần sau sẽ tiến hành. Vì việc cấp bách hiện nay, phải tìm được một chị phụ trách việc làm bếp. Dán giấy tuyển người nhé. Anh đã dặn. Chị dâu, việc chị làm thụ tinh nhân tạo, người phụ trách là bác sĩ nào vậy? Tiến sĩ Han Dong Jin. Mà sao tự nhiên nó lại hỏi chuyện này? Phải rồi, anh Cung Ho thì sao? Anh cũng khám ở phòng ấy. Mẹ gọi con ạ. À? Con phải cẩn thận cái miệng của mình. Con làm gì vậy? Tại sao con cứ hỏi hơn chuyện thụ tinh nhân tạo? Con chỉ thấy tò mò thôi. Gì hả? Mẹ đã cảnh cáo con rồi. Chuyện lần này không giống như chuyện thuốc tránh thai lần trước. Nếu có gì sơ sẩy, mọi người sẽ chết thật sự đấy, biết chưa? Chắc chắn có gì đó. Nếu không thì tại sao bà ta lại bất an như vậy? Chắc chắn bà ta đang có âm mưu một chuyện lớn. Chẳng lẽ là... Chị dâu, không biết chị chọn ngày thụ tinh nhân tạo vào ngày nào? Vào thứ sáu tuần sau. Sao vậy? Không có gì. Anh Cung Ho, anh nói ngày tới bệnh viện kiểm tra là ngày nào? Thứ sáu tuần sau. Jenny đâu? Tự nhiên cô ấy chóng mặt. Lúc nào nó cũng yếu như vậy. Mẹ đi làm nhé. Vâng. À phải, bắt đầu kể từ hôm nay, con không được vào bếp nữa. Vì bây giờ con sắp sinh ra người. Anh đi nhé. Anh đi đây. Cung Ho à? Vâng. Tôi có chuyện này muốn nhờ chú. Trong số những người làm việc ở phòng tổng giám đốc, có người tên là Chu Yong In.
Chú có thể giúp tôi tìm địa chỉ, số điện thoại của người đó không? Chu Yong In. À, cô thư ký trước kia cầm phong bì đến trả lại cho mẹ có phải không? Phải. Biết rồi, em sẽ tìm. Nhưng sao tự nhiên hôm nay chị lại hỏi? Chú đừng hỏi gì, chỉ giúp tôi thôi, có được không? Vâng. Với lại chú cũng đừng nói chuyện này với anh của chú. Vâng, cảm ơn chú nhé. Chuyện này là thế nào? Bác sĩ kiểm tra cho cùng hồ, cũng là bác sĩ kiểm tra cho chị dâu. Còn nữa, cả hai đều tới bệnh viện cùng một ngày. Chẳng lẽ việc thụ tinh nhân tạo liên quan đến cùng hồ? Mình đang nghĩ lung tung gì vậy? Nhưng người như bà ta thì... Cô nói cô chóng mặt mà. Sao vậy? Chủ tịch, cô Jenny. Gì vậy? Con xin lỗi mẹ. Mẹ có thể cho con một chút thời gian không? Con nói chóng mặt mà. Lúc nãy chồng và mẹ chồng chuẩn bị đi làm, con cũng không ra tiễn. Sao bây giờ lại tới đây? Con... Tuần sau con muốn đi du lịch với anh Cung Hô. Khoảng 2 ngày 1 đêm ạ. Gì? Rồi sao? Bởi thế... Con đã hoãn lại ngày kiểm tra ở chỗ hiếm muộn. Sao? Con nói thật à? Vâng. Rõ ràng mẹ đã nói rồi. Bây giờ hoãn lại thì sẽ khó hẹn được. Thế mà con chưa bàn gì với mẹ mà đã hoãn lại là thế nào? Bác sĩ Hàn hoãn ngày cho con rồi à? Là thế đúng không? Tình trùng làm thụ tinh nhân tạo cho chị Hơn Su. Lấy từ cung hô phải không? Là vì như vậy à? Không biết. Mẹ thật sự không hiểu con đang nghĩ gì nữa. Giả vờ như đi khám sức khỏe để lấy tinh trùng của Cung Hô thay thế cho tinh trùng của anh Su Hô để chị dâu thụ thai. Có phải như vậy không? Phải không? Phải thì sao? Vậy thì sao? Con định làm gì? Mẹ à, mẹ đã cảnh cáo con rồi đấy. Con thử nói thêm một lần nữa là biết. Nếu con còn nói nữa, mẹ không biết mẹ sẽ làm gì đâu. Không được, không thể như vậy. Sao lại dùng tinh trùng của chồng con để thụ tinh nhân tạo cho chị dâu chứ? Mẹ có còn là người không? Con bé này, im đi. Vấn đề của con là nằm ở cái miệng đấy. Ăn nói không biết chừng mực à? Sao lại như thế này? Rốt cuộc bây giờ tôi đang làm gì vậy? Không được, con không làm được. Bây giờ con sẽ đi nói cho cùng hồ với chị dâu biết mọi chuyện. Còn đừng thuyền với mẹ được nữa. Thật là... Muốn gì thì tùy con. Mặc dù không biết con có thật sự muốn thế hay không, nhưng con sẽ không biết cách để bước xuống thuyền, nên chỉ đành nhảy ra khỏi thuyền giữa đại dương bao la thôi. Ai bảo trước đây tự đòi bước lên thuyền? Sao lại như thế này? Rốt cuộc bây giờ tôi đang làm gì vậy? Không được, con không làm được. Bây giờ con sẽ đi nói cho cùng hồ với chị dâu biết mọi chuyện. Con không chung thuyền với mẹ được nữa. Thật là... Muốn gì thì tùy con. Mặc dù không biết con có thật sự muốn thế hay không, nhưng con sẽ không biết cách để bước xuống thuyền, nên chỉ đành nhảy ra khỏi thuyền giữa đại dương bao la thôi. Ai bảo trước đây tự đòi bước lên thuyền? Con đừng có quên, trong kế hoạch này, con là một tòng phạm lớn nhất, chứ không phải ai khác. Mẹ nói gì? Bây giờ mẹ đang nắm chứng cứ, con lấy cổ phần từ mẹ, con nhảy xuống sông cũng không rửa sạch. Vì vậy cho nên, lúc chuyện này bị công khai ra ngoài, người sẽ phải chết trước chính là con. Vì con là người đứng ở ngay tiền tuyến, muốn dùng tinh trùng của Cung Hô để cho người ta tiến hành thụ tinh nhân tạo. Nếu biết là thế, con đã không đồng ý rồi. Bây giờ biết đã muộn, con cẩn thận một chút.
Để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển của JB, chúng ta sẽ dùng đến sản phẩm gà rán, lấy động lực từ bản chất tự nhiên của nó. Chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu tốt cho sức khỏe, để thực khách nếm được những hương vị của tự nhiên trong một không gian vô cùng thoáng mát. Nam hay nữ, dù già trẻ, lớn bé, đều sẽ nếm được món gà rán mang đầy cảm xúc này. Muốn phá vỡ quan niệm tốt cho sức khỏe thì món ăn sẽ không ngon miệng. Tôi nghĩ mình có thể nắm bắt được cảm xúc của thương hiệu cùng với việc tạo ra một hương vị vừa ngon vừa an toàn. Trưởng phòng Nam Chuna, buổi thuyết trình hôm nay rất hay. Cảm ơn chủ tịch. Nhờ cô Hân Su mà chọn được tên của thương hiệu rồi. Từ nay sẽ tiến hành rất thuận lợi. Hôm nay rất tốt. Sao lại nhờ Ân Hân Su nên được thuận lợi? Cung Hô à, chị dâu, em tìm được rồi. Cô Chu Yong In đã xin nghỉ việc cách đây 2 năm. Vậy làm phiền chú nhắn tin cho tôi địa chỉ và cách liên lạc. Nhưng chị dâu à, hả? Chuyện này không phải là chuyện xấu chứ? Không phải như vậy đâu. Vâng, em sẽ nhắn tin ngay. Số máy quý khách vừa gọi không có. Tôi xin anh đừng có lừa dối cô ấy. Cậu đừng có được nước mà lấn tới. Tôi hy vọng anh đừng làm điều gì khiến mình phải hối hận. Hôm qua, thái độ của tôi thật sự quá đáng. Vì vấn đề vợ chồng, nên hình như tôi có hơi nhạy cảm. Đúng như điều cậu mong, tôi không lừa dối vợ tôi. Mọi việc đều hết sức bình thường. Cậu cứ yên tâm. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Anh Sơ Chun. Hôm nay em đã lên thuyết trình về thương hiệu gà rán rồi. Thế à? Mọi người có đánh giá tốt. Điểm bán gà rán đi theo hướng có tình cảm như anh nói. Ai cũng cảm thấy rất hay. Thế thì tốt rồi. À phải, nghe nói hôm qua anh gặp anh Suho à? Anh Bốc Suho ấy là người ra sao? Anh ấy là một người vô cùng nhiệt tình, cũng tràn đầy tự tin, rất giỏi. Việc gì cũng làm đến cùng, cũng rất gọn gàng. Nhưng hơi lạnh lùng, anh ấy với anh hoàn toàn trái ngược. Thế à? Sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi anh Suho? Chẳng lẽ tại vì người ấy là chồng của người cứu mạng anh à? Không phải. Tại vì sau khi làm việc, sẽ thường xuyên gặp mặt anh ấy mà. Tôi về trước nhé. Chào trưởng phòng. Giờ cô vẫn muốn mặc váy ngắn à? Nhưng mặc thế cũng có ai nói gì đâu. Chẳng lẽ em phải nói thẳng mới được à? Cô không nghĩ có người nói sau lưng à? Mẹ tôi nói là chân tôi rất đẹp. Có sẹo cũng không sao. Nên bảo tôi cứ mặc. Đấy là mẹ cô nói thôi. Khách hàng cũng nghĩ như mẹ cô à? Thôi, không. Được rồi, tùy cô thôi. Con dành chơi chẽn này thật là.
Lúc chuyện này bị công khai ra ngoài, người sẽ phải chết trước chính là con. Vì con là người đứng ở ngay tiền tuyến, muốn dùng tinh trùng của Cung Hồ để cho người ta tiến hành thụ tinh nhân tạo. Không được. Dù có nói gì cũng không được. Thật không thể tin nổi. Chị dâu. Chị dâu. Có chuyện gì thế cô? Chị dâu tôi đâu rồi? Cô ấy không nói câu nào, đã bỏ đi ra ngoài rồi. Hôm nay không phải là ngày cô ấy đi học vẽ à? Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Rốt cuộc chị ấy bỏ đi đâu? Chị dâu, chị hãy nghe cho rõ đây. Chị đừng làm thụ tinh nhân tạo nữa. Không phải em ghen ghét nên nói thế đâu, mà tại vì chị không thể thụ tinh nhân tạo được. Sao hôm nay Ân Hận Xu không tới vẽ tranh nhỉ? Thật là, sao mình lại thấy không yên? Liệu có vấn đề gì không? Ai vậy? Ai thế? Tôi hỏi ai đang gõ cửa? Mau buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Các người làm gì vậy? Làm ơn cứu tôi. Bọn họ muốn bắt tôi đến bệnh viện tâm thần. Các người là ai? Người ta đang khỏe mạnh mà lôi đi đâu? Cứu tôi với. Dừng lại. Buông ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Mắc một cô gái. Mau tới đây đi. Cô không sao chứ? Sao rồi? Đã bắt được chưa? Cậu nói gì? Có một người gây cản trở à? Người nào? Rốt cuộc cậu làm việc kiểu gì vậy? Người nào mà lại cản trở chuyện này chứ? Cô tới tìm tôi có chuyện gì? Là vì cái này. Đây là mũ của cô đúng không? Tại sao cô lại làm vàng xung quanh nhà tôi? Tại sao cô không phải là thư ký của chồng tôi mà lại giả dạng rồi làm vàng xung quanh nhà chúng tôi? Tại vì đây là chuyện riêng giữa tôi với tổng giám đốc Park Soo-ho, nên tôi không muốn nói. Chuyện riêng à? Đúng vậy. Nếu như cô thật sự muốn biết, cô hãy tự đi hỏi tổng giám đốc. Tôi được rồi. Vậy tôi sẽ hỏi chuyện khác. Chuyện lúc nãy là thế nào? Ít ra thì tôi cũng đã cứu cô. Chắc cô có thể nói cho tôi biết chứ? Cũng như những gì cô đã thấy đấy. Bà mẹ chồng tốt của cô đang muốn nhốt tôi vào trong bệnh viện tâm thần. Nhưng tại sao phải làm thế? Chắc là tại vì bà ta không muốn cô phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Cô tồn tại với vai trò như thế nào? Sự tồn tại của cô Chu Yong-in rốt cuộc là gì? Tôi là người phụ nữ mà chồng cô giấu giếm. Anh có bị sao không? Tôi không sao.
Cứ để tôi dọn dẹp. À phải, thưa Tổng Giám Đốc. Chuyện gì? Không biết có thư ký cũ hay là một người nào đó tự nhận mình là thư ký của Tổng Giám Đốc để làm gì không? Nhưng có một người gọi điện tới để tìm cô Chu Yong In. Ai? Chu Yong In. Vâng. Người gọi điện tới là ai? Người ấy không nói gì thì đã tắt máy rồi. Tôi biết rồi. Lúc nãy cô vừa nói gì? Không phải cô đã đoán ra nên mới tìm tôi à? Chồng tôi đang giấu giếm á? Đúng vậy. Dựa vào đâu để tôi tin lời cô? Ai biết cô là người tình nhỏ của chồng tôi? Hay là một kẻ tâm thần luôn đi dị dập? Cả cô cũng coi tôi là một bệnh nhân tâm thần à? Thế thì trên đời cũng có hạng đàn ông đi lại với một kẻ tâm thần suốt 3 năm sao? Tôi là người đã đến trước khi có cô. Quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu từ trước khi cô với Tổng Giám Đốc kết hôn. Cô tới trước khi có tôi à? Đúng vậy. Thế thì sao? Bây giờ cô đang muốn giở trò với tôi bằng cái chuyện cô tới trước tôi à? Cô không thấy trẻ con ư? Sao? Cô tới trước tôi thì đã sao chứ? Vậy thì tại sao cô lại đứng nhìn người đàn ông của cô kết hôn với tôi? Sao cô không thể ngăn cản người đàn ông đó kết hôn với người phụ nữ khác? Sao cô không giữ người ấy lại? Cứ lén lút không thể ra mặt được. Bây giờ lại nói là cô tới trước. Cô muốn tôi phải làm gì? Cô đừng cãi cố nữa. Ngồi trước mặt người đã cưới và sống hạnh phúc mà cô nói là cô tới trước. Cô đừng giả làm người bị hại nữa đi. Cô tưởng tôi chỉ đơn giản là người tới trước thôi à? Trong những ngày tháng cô sống trong cuộc hôn nhân đó, tôi vẫn ở bên cạnh anh ta. Lúc đi Hồng Kông công tác, cả lúc hội thảo ở Jeju. Thế thì sao? Đường đường chính chính à? Hả? Lúc đi Hồng Kông công tác, cả lúc hội thảo ở Jeju, cô có đường chính chính không? Cô đừng ngộ nhận những việc cô đã làm được gọi là tình yêu. Cô chỉ là một kẻ tội phạm đang đe dọa đến cuộc sống hôn nhân của người ta chứ không có gì khác. Tôi là tội phạm à? Đúng vậy, không đâu. Tội phạm thật sự không phải là tôi mà chính là bà mẹ chồng cô. Bà mẹ chồng cô đã biết sự tồn tại của tôi từ lâu rồi. Bởi vậy bà ta muốn trả đạp tôi nên đã làm gì cô thấy rõ rồi. Cho dù bà ta không làm thế, tôi cũng đã quyết định lặng lẽ biến mất chỉ để bảo vệ cho cái gia đình mà cô luôn cho rằng đấy là gia đình cao quý. Đúng ra cô định bỏ đi à? Cô nghe này, hình như cô đã ngộ nhận sự tồn tại của cô là cái gì đó to tát đối với gia đình chúng tôi. Đừng dòm ngó đến gia đình người khác nữa. Tốt nhất nên rút lại bàn tay xin xỏ đáng thương đó đi. Nếu như tôi buông người đàn ông đó ra thì cô sẽ vẫn chấp nhận chồng cô à? Sao? Cô không thấy chồng cô kinh tởm à? Người đàn ông dùng đôi tay vẫn thường ôm ấp cô để xoa lên tóc tôi, vuốt ve tôi. Cô có thể tha thứ không? Gặp mặt cô rồi tôi mới biết cô là hạng phụ nữ có trình độ gì. Tôi đang ngồi với ai thế không biết? Cô nghe này, chồng tôi không phải dạng người bị cô làm lung lay đâu. Bây giờ tôi đi đây. Vậy giả sử chồng cô bị tôi làm cho lung lay thì sao? Đến lúc đấy cô sẽ tự động ra đi à? Tôi thấy chồng cô chắc là đang bất an lắm vì sợ cô sẽ bỏ đi. Cô thôi đi, cô Chu Yong In. Nhưng tôi thì khác. Cho dù có chuyện gì đi nữa,
Tôi vẫn tự tin không rời xa anh ấy. Cho dù anh ấy có mắc phải chứng bệnh vô sinh. Sao? Lúc nãy cô vừa nói gì? Cho dù có chuyện gì, nó cũng không thành trở ngại của tôi. Tôi yêu anh ấy đến mức độ như vậy đấy. Đúng là không thể nghe tiếp được nữa rồi. Tôi không thể đối diện với người không bình thường được nữa. Nhưng thật ra thì muốn biết lắm đúng không? Này cô kia, kiểm tra được chưa? Dạ rồi. Theo tôi được biết, người có tên là Chu Yong In này sau khi thôi việc vẫn còn tiếp tục giả danh là thư ký của tổng giám đốc. Sao? Có cuộc gọi tới nói muốn tìm Chu Yong In. Hôm nay cả trưởng phòng Bốc Bung Hu cũng đến hỏi về bên phòng nhân sự. Trưởng phòng Bốc tìm Chu Yong In à? Vâng. Bảo trưởng phòng Bốc gặp tôi một lát. Tôi là người phụ nữ mà chồng cô giấu giếm. Em đây. Hôm nay anh về nhà sớm một chút. Em có chuyện muốn nói. Anh biết rồi. Anh sẽ về nhà sớm. Anh gọi em à? Ngồi đi. Em có hỏi phòng nhân sự về người tên là Chu Yong In à? Sao vậy? Tự nhiên em cảm thấy hơi tò mò một chút. Trước đây lúc cả nhà mình đang đi ăn, cô ấy mang phong bì tới, nó là thư ký của anh. Nhưng nghe thư ký nói không có người này nên em thắc mắc. Thật sự chỉ như vậy thôi à? Còn anh thì sao? Sao chuyện em điều tra Chu Yong In lại làm anh bận tâm đến như vậy? Thật ra cô ta luôn rình rập anh. Sao? 2 năm trước vẫn còn là thư ký ở đây, nhưng vì cứ bám theo anh thấy kỳ lạ nên mới đuổi việc. Nhưng gần đây lại lảng vảng trước nhà mình, muốn quấy rầy anh. Có chuyện như vậy nữa à? Thế thì lần trước lúc cô ta xuất hiện, sao anh không dạy một bài học? Sao anh lại im lặng? Chỉ là anh sợ Hân Su sẽ hiểu nhầm. Với lại hạng người ấy, nếu bị chọc tức, không biết sẽ còn làm chuyện gì. Anh vẫn còn đang theo dõi. Nếu vẫn không ổn, anh sẽ báo cảnh sát. Dù là thế cũng phải nói cho chị dâu. Cô ta thích rình rập, thích anh nên bám theo anh. Như thế chị dâu mới hiểu được. Anh không biết chỉ vì chuyện này mà chị dâu đang hiểu nhầm đấy. Em nói gì vậy? Hân Su hiểu nhầm gì? Thật ra sáng nay chị dâu hỏi em, bảo em tìm địa chỉ với số điện thoại của cô Chu Yong In. Sao? Rồi sao? Em nói rồi à? Em cũng thấy hơi kỳ lạ. Nhưng chị dâu cứ nói là không có gì. Nếu như có chuyện như vậy sẽ em không nói cho anh biết trước. Anh à, điên thật. Tự hiểu dự án của chúng ta tiến hành đến đâu rồi? Đã xác định được ý tưởng, nhà hàng sẽ thiết kế theo phong cách tự nhiên như quán cà phê, với món gà rán an toàn. Về thực đơn thì sao? Bây giờ bên tổ thực đơn vẫn đang tiến hành tìm nguyên liệu trước. Theo ý tưởng, món gà vừa ngon vừa an toàn cho sức khỏe, còn cần phải chú ý nhiều hơn. Hình như phải xác định thịt gà có được kiểm nghiệm đúng hay không. Cho dù có lật tung cả đất nước cũng phải tìm được chỗ an toàn. Mấu chốt của kinh doanh thực phẩm nằm ở nguyên liệu. Vâng. Còn nữa, một thời gian nữa con bảo Bốc Su Hô với Trang Sơ Chun gặp nhau một lần. Sao hai người họ phải gặp nhau? Sơ Chun lo về phong cách thiết kế. Nếu như hợp với nội thất bên công ty Su Hô cung cấp thì tốt chứ có sao.
Con biết rồi. Con cũng sẽ tham gia. Con bé này thật là, sao có thích tham gia vào chuyện ấy? Chỉ là một công đôi việc thôi mà. Đúng vậy. Chị dâu tuyệt đối không được thụ tinh nhân tạo. Cái đó là của anh Cung Hô. Phải nói cho chị dâu biết. Cô Hân Su, cô về rồi à? Vâng. Về rồi. Chị dâu. Jenny, bây giờ chị nói chuyện với em một lát. Xin lỗi nhé. Tại bây giờ đầu óc tôi đang rối, để khi khác rồi nói. Khoan đã chị dâu. Hân Su à? Anh về rồi hả? Vào đây đi. Gì vậy? Sao không khí lạ thế? Sao? Em bảo về sớm nên anh về sớm. Em không vui à? Này. Em làm gì vậy? Chú Dung Y là ai? Chẳng lẽ em gặp cô ta? Bây giờ cô ta có đi tìm em hả? Anh đừng có đánh trống lảng. Anh với cô ta có quan hệ gì? Cô ta luôn bám theo anh. Sao? Cô ta bị tâm thần, cứ nói là thích anh. Sao không giống những gì cô ta nói? Cô ta nói anh đã giấu giếm cô ta mà. Sao? Cô ta còn nói cô ta đã tới trước em. Trong thời gian em sống chung với anh, cô ta vẫn ở cạnh anh. Điên thật. Cô ta cứ nói bậy bạ. Anh vừa đuổi ra khỏi công ty đấy. Chị tâm thần là một người điên, không thể tin lời cô ta. Rốt cuộc anh đã làm những gì mà cô ta lại nói ra những câu như vậy? Anh không hề làm chuyện gì hết. Thế mà cô ta tự dựng chuyện à? Nói thật thì trước khi anh quen biết em, bọn anh có gặp nhau vài lần. Nhưng sau những lần đó mới biết cô ta bị điên. Chính vì không ổn nên anh mới không gặp nữa. Nhưng cô ta cứ lảng vảng bên cạnh anh để giày vò anh. Nhưng sao từ bao lâu nay anh không nói với em câu nào? Đâu phải chỉ 1-2 ngày, cũng đâu phải chỉ 1-2 tháng, một khoảng thời gian 2 năm đằng đẵng. Tại sao anh có thể lừa dối em? Không phải lừa dối em. Sở dĩ anh không nói là do cô ta không đáng để em quan tâm. Anh tưởng chỉ cần một thời gian cô ta sẽ tự động biến mất nên anh mới không nói. Mẹ anh cũng biết cô ta à? Em thấy cô ta bị người tới bắt vào viện tâm thần. Chuyện ấy là do anh nhờ mẹ anh làm thế. Sao? Thật ra lúc xảy ra chuyện về thuốc tránh thai, lúc em không ở bên cạnh anh phát hiện mình không thể sống thiếu em được. Chính vì vậy, sau khi anh quyết tâm phải giữ em cho bằng được thì anh lo lắng. Anh sợ cô ta sẽ làm gì tổn hại đến em. Vì vậy anh mới nhờ mẹ giúp đỡ. Mẹ cũng thấy tình trạng của cô ta, cảm thấy bệnh tình cũng đã nghiêm trọng rồi nên mới muốn đưa cô ta đi điều trị. Như vậy tức là ngoại trừ một mình em ra, anh với mẹ anh cũng đã. Chuyện ấy chỉ vì nghĩ cho em thôi. Chuyện này sao lại là nghĩ cho em? Gì đây? Bây giờ đang cãi nhau về chuyện phụ nữ à? Hân Su, nếu như anh thật sự nghĩ cho em thì anh nên nói ra, bàn bạc với em trước mới phải. Em đã nói giữa hai chúng ta không được có bí mật gì. Mỗi lần anh nhắc lại câu nói này, anh coi câu em nói là gì hả? Nếu như anh nói ra lỡ bị em hiểu lầm thì sao? Anh cũng không còn cách nào. Thế ư? Lúc nào anh cũng như vậy. Anh sợ bị em hiểu nhầm. Anh sợ làm em thất vọng. Sợ làm em thấy lo lắng. Em đừng có nói bịa anh. Em thật sự không còn biết gì. Tất cả những gì anh nói ra, em không thể nào tin tưởng được nữa. Chủ tịch về rồi ạ. Hân Su đâu? Cậu Su Hô với cô Hân Su hình như đang cãi nhau. Hả? Chẳng lẽ vì chuyện của cô Chu Dung In à? Cùng Hô, con nói Chu Dung In là thế nào? Sao con lại nhắc tới cái tên này? Mẹ cũng biết cô gái Chu Dung In này à? Vì sao?
Sao lại cãi nhau? Rốt cuộc mẹ đang làm cái trò xâm thần à? Sao con biết chuyện này vậy? Hân Su đã nhìn thấy rồi. Vậy người đó là Hân Su à? Họ nói là có người kéo cô ta lại, muốn báo cảnh sát để cản trở không cho họ bắt đi. Người ấy là Hân Su ư? Tại sao mẹ cứ ra mặt làm hỏng chuyện của... Chỉ cần lúc đó Hân Su đừng xuất hiện thì bây giờ Chu Yong-in đã ở yên trong viện rồi. Sao Hân Su cứ phải xuất hiện đúng lúc quan trọng như vậy? Chuyện đó không phải vấn đề đâu. Mẹ có biết vì chọc tức cô ta, cô ta đã nói những gì với Hân Su không? Người bị điên đó đã nói cô ta là người con giấu giếm. Còn phải nói là cô ta là một bệnh nhân tâm thần. Mẹ tưởng con không nói à? Rồi sao? Hân Su không chịu tin con. Con phải nói cho nó tin mới được. Con mau mau đi dỗ ngọt nó đi. Như vậy các con mới làm thụ tinh nhân tạo được. Bây giờ mẹ còn nói được câu ấy à? Trong tình cảnh này làm sao thụ tinh nhân tạo được? Con phải nghĩ cho kỹ. Bây giờ cách duy nhất để Hân Su hồi tâm chuyển ý chính là sinh con. Nếu trong bụng nó đã có đứa con, người như Chu Yong-in có đáng là gì? Càng trong những lúc này, con càng phải làm thụ tinh nhân tạo. Đây mới là cách để con không đánh mất Hân Su. Em có biết hai anh chị ấy cãi nhau vì chuyện gì không? Hình như em nghe họ nhắc đến phụ nữ. Thế là đúng rồi. Vì chuyện của Chu Yong-in. Chu Yong-in là ai? Anh Su-ho nói có một người đeo bám. Đeo bám á? Em còn nhớ lúc nhà mình đi ăn có người mang phong bì tiền đến không? Cô gái đó trước kia là một thư ký. Thời gian qua cô ta cứ bám theo anh Su-ho, bảo là thích anh ấy. Khoan đã, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vậy thì vấn đề bây giờ đâu phải chuyện thụ tinh. Cô không thấy chồng cô kinh tởm à? Người đàn ông dùng đôi tay vẫn thường ôm ấp cô, để xoa lên tóc tôi, vuốt ve tôi. Cô có thể tha thứ không? Hân Su à, sao con còn đứng đấy? Lại đây ngồi ăn sáng. Lát nữa con ăn xong, con xin phép lên phòng. Ngồi xuống. Buông ra. Ngồi xuống. Anh trai, anh bảo ngồi xuống. Buông ra. Anh à, anh. Con bé đáng ghét này, còn dám có thái độ đấy. Mẹ à, chị dâu với anh Su-ho làm sao đi thụ tinh nhân tạo được? Với tình hình này chắc là không làm được đâu. Không làm được cái gì? Dù có chuyện gì cũng sẽ tiến hành theo kế hoạch. Khó khăn biết bao nhiêu mới đi được đến hôm nay. Làm sao để hỏng mọi chuyện được? Bởi vậy từ bây giờ con cẩn thận cái miệng đấy. Dạ. Nếu như bây giờ vì cái miệng của con không thể tiến hành thụ tinh nhân tạo, bố con sẽ phải vào tù, còn với mẹ cũng sẽ chết theo. Nhưng tại sao lại đổ hết cho con? Mẹ chỉ sợ là lỡ nó biết tình trùng của Bung Ho, nó sẽ không làm nữa. Cho nên mẹ mới cảnh cáo con. Nếu con vì cảm giác tội lỗi đó mà mở miệng ăn nói lung tung thì con đừng hòng gặp lại Bung Ho nữa. Chưa hết, con phải nhớ kỹ cho mẹ, nhắc đến mấy chữ thụ tinh nhân tạo nữa. Anh Su-ho cũng biết chuyện này chứ? Gì? Chuyện sử dụng tinh trùng của Cung Hô ấy? Không biết. Đây chỉ là bí mật giữa mẹ với con.
Nhưng mẹ à, mẹ không thể suy nghĩ lại chuyện này được à? Không thể dùng tinh trùng của Cung Hô được. Anh Cung Hô cũng không biết. Lỡ bị anh ấy biết thì làm sao? Chỉ cần con im lặng, làm sao nó biết được? Mẹ không thấy anh náy với anh ấy chút nào à? Anh Cung Hô cũng là con trai mẹ. Con đang muốn chết đi đây. Mẹ đã bảo con im miệng. Mẹ à, mẹ bảo im miệng. Em muốn anh phải giải thích bao nhiêu lần? Tưởng cô ta thích anh rồi gây chuyện thôi. Em nói rồi, tất cả những gì do anh nói ra, em không biết có thể tin được bao nhiêu. Hơn Su, nếu cô ta thích anh rồi gây chuyện, vậy tại sao bộ lịch trình anh đi Hồng Kông với Chê Su cô ta cũng biết? Như vậy không phải là đi cùng, đương nhiên cô ta phải biết chứ. Em không tin đâu. Vậy em bây giờ là, so với những gì chồng em nói, thì những lời người đàn bà điên ấy còn đáng tin hơn à? Em đã cố suy nghĩ rất nhiều lần. Em muốn tin anh và cũng từng nghĩ cô ta bị điên. Nhưng dù có nghĩ thế nào vẫn thấy lạ. Chuyện gì? Nếu như cô ta thật sự bị điên, thích rình rập, nếu như anh dám thề với trời không làm chuyện gì có lỗi với em, thì anh có giấu nhẹ người phụ nữ đó như bao lâu nay không? Chẳng phải anh từng nói là do anh bất an và có lỗi hay sao? Không phải, anh nói không phải. Vì thế cho nên, em hãy tin lời anh, quên hết đi. Chúng ta sắp làm thụ tinh nhân tạo rồi còn gì? Không đâu. Với tâm trạng này thì không thể làm được, không làm. Em nói gì đấy? Với tình trạng không thể tin nhau như bây giờ, làm sao chúng ta làm cha mẹ được? Hân Su à, bỏ ra. Đừng đụng vào em. Ân Hân Su, rốt cuộc các con đang làm gì vậy? Chị dâu à, xin lỗi chú, tôi phải ra ngoài. Con làm gì vậy? Con không mau đuổi theo. Bây giờ cho dù có nói gì với Hân Su cũng vô ích thôi. Sao ngay cả việc dỗ ngọt nó cũng thành ra nông nỗi này? Như thế này ngày kia làm sao thụ tinh nhân tạo được? Cô ấy nói không làm nữa. Gì hả? Tất cả đều tại mẹ hết. Ân Hân Su, cô đúng là mối mọt. Cô tưởng cô là ai mà dám không làm thụ tinh nhân tạo? Xin anh đừng có lừa dối cô ấy. Cậu đừng có được nước mà lấn tới. Tôi hy vọng anh đừng làm điều gì khiến mình phải hối hận. Anh Su Hô, có tâm sự gì à? Đội trưởng cũng thật là không có gì qua mắt được anh. Sao đây? Chuyện phụ nữ à? Không phải. Đúng là phụ nữ thật, nhưng chỉ là bạn bè. Có điều tôi sợ bạn tôi sẽ gặp phải chuyện không hay thôi, nên thấy hơi lo lắng. Người ấy đã hạnh phúc rồi còn gì, thì có được một người bạn cầu phúc cho cô ấy giống như cậu. Thưa bà, cháu mới đi học về. Chu Ân à, bây giờ đi ăn trưa với bà ngoại. Lúc nãy cháu ăn ở trường rồi. Nhưng bà, sao? Cháu đến cửa, có thấy bạn của anh Sơ Chun. Bạn của Sơ Chun là ai? Bạn chị lần trước bị đau tay do xe anh Sơ Chun đâm. Thế à? Nhưng tại sao cô ấy không vào đây? Cháu cũng không biết. Chị ấy cứ đứng ở đấy, thở dài, nhìn vào phòng khám của chúng ta. Chu Ân à,
Dạ. Cháu đi mời chị ấy vào đây, nói với chị ấy vào đây ăn cùng. Nhưng đừng nói là bà ngoại đã mời. Chị ơi, vào đây ăn cơm đi. Mau lên chị. Ai đến chỗ tôi thế này? Dạ, lâu quá không gặp viện trưởng. Tại cháu đi ngang qua đây, đến đúng lúc lắm. Cô ăn trưa chưa? Tôi đang định đi ra ngoài ăn trưa đây. Dạ, cháu chưa ăn. Thế thì cô đi ăn cùng với tôi được không? Nhà hàng thịt của bố Châu Quân sắp sửa khai trương rồi, nên bận lắm. Tôi ăn cơm có một mình, nên rất cô đơn. Dạ thôi cháu chỉ. Cô đừng từ chối nữa, đi mau lên. Nào. Ước gì chuyện thụ tinh nhân tạo vì vấn đề lần này mà tan tành theo mây khói, kết thúc luôn cho xong. Rốt cuộc chị dâu đi đâu vậy? Cô thích tương chơm cúc chứ? Vâng. Được rồi, chúng ta ăn thôi. Thưa bà, cháu, hôm nay hai chúng ta không cần phải nói chuyện gì hết, cứ ăn cơm là được. Cô ăn. Vâng, cháu cảm ơn bà. Không biết có chuyện gì nữa.